Climate change is a big and very important topic. Its impact is endless. In my business in dairy farm, the most obvious impact is in the increasing temperature. We have cows, Friesian Holstein from Australia, and the heat and temperature humidity index is getting higher and higher. Về thách thức khó khăn, thì thời tiết ngày càng cực đoan. Có năm mưa nhiều, có năm nắng hạn, dẫn đến năng suất giảm. Là tập hoa, tập lương, rèn, đè, chi ấy đó, cứ bạc bòn đó là cắt cảm. Thì mỗi cứ càng phần lật bạc bòn đó, thưa ở quạt phần lật ở trên này. Ai chiên tờ rô khá thì. Ang pinakaharap mo niyan ka mga paraoma dahil kulang sa budget. Mahal ang barakalon. Dahil masuportahan ang uma. If the cost is too high, from the others, they will not accept it. We need to support each other in order to make the costing very comparative to the others in the global market.